Kết quả Argentina gặp Nigeria World Cup 2018, dấu ấn của thiên tài Lionel Messi. Trước trận đấu này, Alan Shearer gọi Messi là một nghệ sĩ, như thế là chưa đủ, Messi là một nghệ sĩ thiên tài mới đúng, nhưng chưa là gì so với trọng tài. Khoảnh khắc rực sáng xuất phát từ cái chân phải của Evan Benega từ phần sân nhà của Argentina, chết sang cánh trái, đưa quả bóng cắt một đường chéo hướng vào góc phải vòng cấm địa đối phương ở đó Messi băng lên, ở đó hai hậu vệ áo xanh cũng băng về. Dấu ấn thiên tài là ở đây, Messi khẽ nhấc chân trái lên đỡ bóng bằng đùi. Và nếu như không có pha chạm bóng mang đầy dấu ấn nghệ sĩ đó, pha chạm bóng thứ hai có lẽ bàn thắng ở phút 14 ấy khó lòng đến được. Chạm thứ hai ấy là một cú chạm bằng chân trái, không để bóng rơi xuống đất, nhẹ nhàng đẩy bóng lên phía trước. Đấy là pha chạm bóng mở ra góc sút chết người pha chạm bóng ấy cho Messi chừng 1 phần 4 giây nhanh hơn đối phương, đủ để thiên tài bóng đá này tung ra cú sút chân phải vốn là chân không thuận, nhưng lại ở một góc sút vô cùng thuận lợi, đưa quả bóng bay ra ngoài tầm với của thủ thành 19 tuổi, Francis Uzoho, găm vào nách lưới bên trái, làm nổ tung cầu trường, khiến hàng triệu cổ động viên của Messi trên toàn thế giới phải bật dậy. Dưới sân cỏ Messi giơ hai tay lên trời, thực hiện một cú trượt ăn mừng quen thuộc ra góc cột cờ. Trên khán đài, huyền thoại bóng đá Maradona vắt chéo hai tay trước ngực, ánh mắt ngây dại vì cảm xúc. Toàn dân tộc Argentina cất tiếng thở phào. Họ vừa mới hất được tảng đá nặng đè lên ngực mình suốt từ sau trận hòa trước Iceland. Khoảnh khắc ấy là khoảnh khắc của thiên tài, bởi dù Argentina chơi khởi sắc hơn nhiều so với hai trận đấu trước đó của họ nhưng những gì mà Higuain hay Angel Di Maria làm được bên cạnh Messi cũng như Mascherano chơi ở giữa sân chưa đủ để biến ý chí của mình thành bàn thắng và Messi là sự khác biệt. Khoảnh khắc ấy sẽ còn được nhớ mãi bởi nó là duy nhất. Bởi 20 phút sau khoảnh khắc ấy, Messi có thêm cơ hội kiến tạo thêm một khoảnh khắc thiên tài khác khi trước mặt là một quả sút phạt ở cự ly gần trách bên trái trước vòng cấm địa đối phương. Đấy là một cú sút chân trái thiên tài, nhưng tiếc thay, cột dọc đã thay thủ thành Uzoho từ chối Messi. Nếu chỉ như thế thôi thì may mắn cho Messi và các đồng đội khác quá. Đang này thì khoảng cách giữa chiếc vé vào vòng 18 với việc sách vali về nước ngay sau vòng loại cực kỳ mong manh thì tội đồ thiên cổ Mascherano lên tiếng. Pha bật người trong vòng cấm của Mascherano tặng cho Nigeria một bàn thắng sau pha penalty của Victor Mosset. Nào chỉ có mình Mascherano, phút 76, đến lượt Marco Jojo để bóng chạm tay trong vòng cấm địa sau cú đỡ bóng đằng đầu. May mắn cho Argentina là trọng tài đã ra một quyết định cực kỳ khó hiểu và sẽ còn gây tranh cãi nổ lửa sau trận đấu. Dù bóng chạm tay Roho dù ông Kunes cực kỳ dùng và để xem lại, nhưng vẫn quyết định đánh cắp quả penalty của Nigeria. Quyết định ấy là một quyết định quá phũ phàng, bởi nó gián tiếp chia bàn tay kéo Argentina lên khỏi vực thẳm và dìm Nigeria xuống tận cùng của sự thất vọng. Bởi chỉ 8 phút sau quyết định đó, cú ra chân của Marco Rojo, người đáng ra là tội đồ lớn nhất của Argentina, đã đưa cả dân tộc này thêm lần nữa lên đỉnh với cú lách mình chật vật nhưng đầy ngoạn mục qua khe cửa hẹp. Đây chưa phải là lúc nói về cuộc đối đầu với Pháp ở vòng 1-8, đây là lúc cả dân tộc Argentina ngập chìm trong niềm vui sung sướng dù niềm vui ấy đã mong manh và mang nhiều dấu ấn của sự bất công. Có quan trọng gì, cứ tận hưởng niềm vui đi đã. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Lịch thi đấu World Cup 2018 hôm nay 27 tháng 6, Neymar kết liễu Serbia, Đức gặp Hàn Quốc. Mexico đối đầu Thụy Điển, Thụy Sĩ gặp Costa Rica. Chi tiết vô tận xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu truyền hình trực tiếp bóng đá World Cup 2018 hôm nay, ngày 27 dạng sáng 28 tháng 6. Đây là lượt đấu cuối cùng của bảng C và bảng D sẽ quyết định những tấm vé đi tiếp. Các trận đấu ở lượt đấu cuối của mỗi bảng sẽ diễn ra cùng giờ để đảm bảo tính công bằng. Lịch thi đấu World Cup 2018 đêm 27 tháng 6, dạng sáng 28 tháng 6. 21 giờ ngày 27 tháng 6, Mexico gặp Thụy Điển, tường thuật trực tiếp trên VTV2 và VTV2 HD, HTV1, HTV4. 21 giờ ngày 27 tháng 6, Hàn Quốc gặp Đức, VTV6 và VTV6 HD, HTV9, HTV Thể thao. 1 giờ ngày 28 tháng 6, Serbia gặp Brazil, VTV6, VTV6 HD, HTV9, HTV Thể thao. 1 giờ ngày 28 tháng 6. Thụy Sĩ gặp Costa Rica, VTV3, VTV3HD, HTV1, HTV4, HTV7. Nhận định các trận đấu, Mexico gặp Thụy Điển. Chứng kiến các cầu thủ Thụy Điển cầm chân Đức một đều cho đến phút 90.4. Người ta tưởng rằng cục diện bảng F đã sớm ngã ngũ, Mexico là cái tên đầu tiên đền tên mình vào vòng 1-8, còn Hàn Quốc chính thức nói lời tạm biệt với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thế nhưng bàn thắng quý như vàng của Tony Cruz, mang về chiến thắng nghẹt thở cho người Đức, đã khiến cuộc đua trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Trong khi đó, sự sống bất ngờ hồi sinh với Hàn Quốc, nếu thắng đậm cỗ xe tăng và Mexico vùi dập Thụy Điển, họ sẽ cùng đội bóng CONCACAF tiến thẳng đến vòng 1-8. Với Đức, nhiệm vụ của họ là đánh bại Hàn Quốc với cách biệt từ hai bàn trở lên và mở tiệc ăn mừng. Riêng Thụy Điển, việc để cho người Đức vượt qua đúng vào phút bù giờ cuối cùng là cái kết thực sự tai hại cho họ để đi tiếp thầy cho jane anderson cần thắng mexico cách biệt từ hai bàn trở lên trong trường hợp chỉ thắng cách biệt một bàn họ cần đức thắng hàn quốc với cách biệt tương tự khi ấy thụy điển sẽ hơn đức hoặc mexico thông số hiệu số bàn thắng thẻ phạt thực tế nếu chỉ có một điểm từ tay mexico thụy điển vẫn có vé đi tiếp nhưng đấy là trong trường hợp hàn quốc bất ngờ thắng đức hàn quốc gặp đức trong cuộc chạm chán với hàn quốc Đức sẽ thiếu vắng Jomiro bateng cái tên nhận thẻ vàng thứ hai trong cuộc chạm trán với Thụy Điển. Nhưng điều đó sẽ không mang lại nhiều sự lo lắng cho cỗ xe tăng bởi mục tiêu của họ trận này là giành chiến thắng. Thậm chí Đức cần một chiến thắng thất đậm để yên tâm giành vé trong trường hợp Thụy Điển thắng Mexico bởi khi đó cả ba đội sẽ có cùng 6 điểm và yếu tố hiệu số bàn thắng bại sẽ được tính đến. Bên kia sân, dù chơi nỗ lực và công hiến những pha tấn công ấn tượng, thế nhưng Hàn Quốc vẫn không thể đánh bại được cái tên quá mạnh tại bảng F. Hai trận thua liên tiếp về lý thuyết chưa hẳn sẽ khiến họ về nước ngay, nhưng trên thực tế, đội bóng xứ Kim Chi chắc chắn chẳng có cơ may gì. Có chăng, họ thi đấu với Đức hôm nay không gì ngoài mục đích danh dự. Tại đấu trường World Cup, Đức đã 5 lần đụng độ các đội bóng châu Á, gồm 2 lần trước Hàn Quốc 1994 và 2002 và đều giành chiến thắng, ghi cả thảy 19 bàn, trung bình 4 bàn một trận. Trong khi đó, trận thua Mexico 1-2 vừa qua là thất bại thứ tư liên tiếp của Hàn Quốc tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tương quan lực lượng quá chênh lệch giữa hai đội hoàn toàn có thể khiến Hàn Quốc tiếp tục nhận một trận thua đậm trước Đức và rời World Cup trong cảnh trắng tay. Serbia gặp Brazil Sức ép đã được giải tỏa rất lớn cho Brazil sau khi giành chiến thắng trước Costa Rica. Chỉ cần 3 điểm ở trận này, Brazil chắc chắn đi tiếp mà không phải bận tâm đến kết quả. Việc thi đấu sau bảng ép cũng khiến Brazil dễ bề toan tính hơn cho đối thủ mà họ sẽ đối đầu ở vòng 16 đội. Nếu Đức chỉ kết thúc ở vị trí thứ hai tại bảng F, nhiều khả năng Brazil sẽ chủ động xảy chân để xếp ở vị trí thứ hai tại bảng E, hoàn toàn có thể. Chẳng ai muốn đối đầu với nhà đương kim vô địch dù họ không có được thành tích tốt trong hai trận đấu đã qua. Thất bại kinh hoàng 4 năm về trước chắc chắn sẽ chưa thể khiến người dân Brazil và cả đội tuyển Brazil quên được. Đó là chưa kể đến việc Selebi là đội bóng có hàng thủ chắc chắn dựa trên một hàng thủ được xây dựng hai lớp với tuyến tiền vệ lùi sâu. Vì vậy thật khó để tin rằng Brazil sẽ thắng cách biệt ở trận này. Trong quá khứ, Selebi từng bảy lần đối đầu với các đại diện đến từ Nam Mỹ và giành hai chiến thắng, một trận hòa và thua đến bốn trận. Trong khi đó Brazil có đến 302 trận đối đầu với các đại diện lục địa già và giành 183 chiến thắng, 72 trận hòa và 47 trận thua. Những kết quả đó có phần có lợi cho Brazil nhưng để thắng Serbia cách biệt ở thời điểm hiện tại là bài toán chẳng hề dễ chút nào. Thời chưa tách ra là một quốc gia độc lập và thuộc Nam Tư cũ, đội bóng này từng 4 lần chạm trán Brazil tại các ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới và giành được một chiến thắng, hai trận hòa cũng như một trận thua. Với tiềm lực con người ở thời điểm hiện tại, Serbia đủ sức gây ra khó khăn với Brazil. Thụy sĩ gặp Costa Rica. Costa Rica đã thi đấu hết sức kiên cường ở World Cup mùa này. Với khả năng thi đấu tập trung của hàng thủ và tài năng của thủ thành Keylor Navas, đội bóng vùng CONCACAF suýt chút nữa đã giành được một điểm trận gia quân nếu như Kolarov không quá xuất thuần trong pha sút phạt hàng rào. Ở trận gặp Brazil, Costa Rica cũng đứng vững hết thời gian thi đấu chính thức và chỉ để thủng lưới ở thời gian thi đấu bù giờ. Tuy nhiên, cũng ở mấy phút bù giờ trận đấu với Brazil, Costa Rica đã thể hiện rằng họ kém cỏi thế nào khi buộc phải dâng cao để tìm kiếm bàn thắng. Chỉ vài phút sau khi có màn mở tỷ số, Brazil đã có pha lập công thứ hai để ấn định thắng lợi 2-0. Trong trận đấu thứ ba gặp Thụy Sĩ, Costa Rica nhiều khả năng sẽ tiếp tục để lộ nhiều sai lầm vì rõ ràng họ không cần phải đá phòng ngự số đông nữa khi không còn gì để mất. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.